Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dì Khải Gaming nha. Dì Khải chúng em xem video vui vẻ mà. Ở video này thì coi như Khải cũng đã nói thì ở server này thì xuất hiện là hai con phi dân là sau cái đợt công thành vừa rồi đó, Biển Kinh Lâm An là hai con. Nó kèm theo một con đó là đua top bang hội vừa rồi nè, kết thúc vào ngày 16 tháng 8 vừa rồi, là kết thúc hơn 10 ngày trước. Thì đây ba con thì Khải một con, thần tanh một con, thiên trang một con đó, server ba con. Khải chạy ra chỗ nào Khải soi đồ anh em xem, đứng này mấy anh em nó đồ xác chết anh em ơi. Này thiếu lâm top 7 server nè, phi văn đây, Khải chạy đi né chỗ nào này. Đây thằng 7 server thần tanh đó, thấy cái tên thần tanh là anh em biết thiếu lâm này, thiếu lâm đao nè, có một cái đao phát sáng khá là đẹp, cái đao phát sáng ép hết khoảng tầm đao thì không nói rồi, bao nhiêu tiền không nói rồi, ép tốn phát sáng nó tốn khoảng tầm 5 cục đá phát sáng là 5 kim, một bộ thị tinh, một cái tinh với lại 3.000 xu với lại 2 ca giáp, thì ép cái đao phát sáng nó tốn còn hết 10 kim nữa nè, tốn hết 10 kim nữa phát sáng được cái đao ấy đó, đao này phát sáng này rồi anh em có đứng gãi lúc này ấy, cái đao phát sáng tốn 10 kim, cái tiền ép đao phát sáng còn 10 kim nữa nè đó, cái đao này 20 23, cái đao này chắc khoảng tầm nằm khoảng hơn 2 triệu 2 triệu rưỡi, thêm cái phát sáng tầm 700 nghìn nữa, cái đao này vị trí cũng tầm hơn 3 triệu nè, cái đao này hiện tại ở server cũng hơn 3 triệu đó. Tính sơ sơ hơn 3 triệu. Giá trị cũng quay, giá trị kháng cả 13 kháng banh 19 quá đẹp, giá trị này bèo bèo phải hơn 30 kim, hơn 2 triệu nữa đó. Hai món này hơn 5, giá hơn 5 triệu rồi, con phi dân này cho trung bình khoảng 4 5 triệu đây, hai ba món này là 10 triệu rồi nè đó, đao dây chuyền với phi dân này 4 đến 5 triệu thì không biết hai ông mua bao nhiêu, nhưng mà nghe phân phanh thì đấu giá hơn 4 40 rưỡi, thì ba món này đã gần 10 triệu rồi. Áo rồi, áo 47 đặng móc, áo đẹp nha, áo này chắc cũng tầm 5 đến 10 kim, khoảng 500k, áo này cũng 500k, đặt tóc phục hồi, đặt cái phục hồi, cái nón khăn hoa 24 sinh lực cao quá đẹp, bao tay khăn lôi nội lực quá đẹp luôn, bao tay này chắc khoảng tầm 3 đến 4 kim, 3 đến 5 kim ấy, ngọc bội khăn lôi nội lực cao, nhẫn 530, đai lưng 540, hiện tại đang có cho mình 70 500, 70 500, nhẫn chón khăn hỏa, nhẫn 30 15 dày 25. Tính ra thì set đồ này được 70 chạm và 30 chón nè. 70 chạm 30 chón. Cái này mà ông mang thêm cái hiệu ứng kháng họ với chón nữa thì đẹp nè. Tại vì có thể kích được hai dòng, có thể kích được hai dòng thủy. Mà ông mang chỉ một mình kháng họ thôi. Hơi bị tù một tí, chứ nếu mà mang cái nhẫn mang cái nón chứ. Chón 40 kháng họ cho 15 thì khá là đẹp rồi nè. Đó. Tính ra thì đây chỉ phí mất một dòng hai à, hơi uổng, nếu mà mang được cái họ cao và kèm theo chón 20 30 nữa đẹp. Đôi giày này cũng vậy, đôi giày này ưu tiên kháng họ không qua chón hơi uổng, vì mang cái đao này á kích được hai dòng, mang đao kích được hai dòng mà giày này không qua chón hơi tiếc, giày này không qua chón hơi tiếc đó, chỗ nào là chón là 80 là đẹp luôn đó. Nếu mà mang nhẫn này, nón này, cái giày chắc chắn đặt chón 80 đó. Vì cái nón chưa có chón, đèn chưa có chón, hơi uổng. Trong thiếu lâm đao tầm này quá khỏe rồi đó, 70 chậm chưa có chón. Kỹ năng cũng có một quá chấp nè. Chung là set đồ này vị trí cũng hơn 10 triệu nè, hơn 10 triệu á, hơn 10 triệu. Sao ra ba rồi. Anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ nha. Này, ông 27 server thần tanh nhiều rồi. 107 quá chắc. Anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ cho nha nè. Tí nữa Khai sẽ soi đồ thiên trang một lần nữa cho anh em xem. Hôm đó thì mới tạo con phi dân cũng cái đợt công thành vừa rồi. Tạo con phi dân rồi.